Lưu Vũ Đồng có tự tin tuyệt đối, nàng là tụ nguyên tầng 8, mà Lăng Trọng Quan chỉ là tụ nguyên tầng 6, đừng nhìn chỉ kém hai tầng, nhưng một cái là tụ nguyên hậu kỳ, một cái lại là trung kỳ, chênh lệch tới một giai đoạn lớn. Lăng Trọng Quan vừa giận vừa sợ, nói, Lưu Tiểu Thư, ngươi thật muốn giúp tiểu súc sinh này. Lão cẩu, miệng sạch sẽ một chút. Lăng Hàn ở một bên thông thả nói, lời này không khỏi để bốn người Lăng Trọng Quan tức chết, ngươi một mực hô lão cẩu lại muốn miệng người khác sạch sẽ một chút, thực sự là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn sao? Quá bá đạo! Lăng Hàn cười nhạt, hắn bá đạo thì đã làm sao? Kiếp trước hắn nổi danh bao che khuyết điểm, bên người thân không cần đạo lý, ở trước mặt người ngoài, hắn nhất định sẽ bảo hộ người mình. Sau đó là đúng hay sai chúng ta đóng cửa lại nghiên cứu. cả nhà Lăng trọng khoan khinh người quá đáng như vậy, hắn muốn nhịn cũng không được. Lưu Vũ Đồng không hề trả lời thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhảy ra ngoài đánh về phía lăng trọng khoan cả người như tiên nữ hạ phàm không mang theo một tia hỏa khí có vẻ xuất trần tuyệt tục nhưng lăng trọng khoan tuyệt đối không có cảm giác như vậy mồ hôi lạnh trên trán đã cuồn cuộn chảy xuống hắn là tụ nguyên trung kỳ đối phương là hậu kỳ đây là một hồng câu không thể vượt qua nhưng lăng trọng khoan không muốn bị lăng hàn bạc tài chút nào bởi vậy hắn nhất định phải phản kích dầu gì cũng phải chạy đi a à. Oanh! hắn triển khai lăng gia tuyệt học tam khoa thủ, nghênh đón Lưu Vũ Đồng. Đây là một môn võ kỹ hoàng cấp trung phẩm, cũng là một trong tam đại tuyệt học của lăng gia. Lăng gia chính là dựa vào ba môn tuyệt học này leo lên vị trí thương vân chấn nhị đại gia tộc, uy lực tự nhiên đáng sợ. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lưu Vũ Đồng. Tiểu chiết mai thủ. Băng sơn mỹ nhân quát khẽ một tiếng, tay nhỏ lật nhẹ, động tác tao nhã đến không cách nào hình dung, nhưng uy lực lại cực kỳ đáng sợ, tay nhỏ xẹt qua, lăng trọng khoan chỉ có thể từng bước lùi về sau khuôn mặt già nua trở nên đỏ chót tiểu chiết mai thủ võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm tu vi bị áp chế võ kỹ bị áp chế muốn nói lăng trọng khoan có ưu thế gì đó chính là kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm của hắn nhưng vấn đề là lưu vũ đồng là thiên tài võ đạo kinh nghiệm xác thực không đủ nhưng đối với chiến đấu lại có ngộ tính kinh người hoàn toàn có thể bù đắp kinh nghiệm thiếu hụt lăng trọng khoan làm sao có thể bất bại vẹn vẹn chỉ 50, 60 chiêu, lăng trọng khoan liền bị hạn chế, đan điền bị phong chế, nguyên lực không cách nào vận chuyển, so với người bình thường chẳng mạnh đi đâu. Già già, phụ thân, ba người lăng mộ vân đều hét lớn, muốn sông lên, rồi lại khiếp sợ thực lực của Lưu Vũ Đồng, chỉ có thể trợn mắt nhìn lăng hàn. Bọn hắn không hối cải chút nào, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều là lăng hàn sai. Nếu lăng hàn không xuất hiện, sao sẽ chuyển biến như thế này? Lăng Hàn nhìn về phía Lưu Vũ Đồng nói: "Ngươi hơi thay đổi phong cách xuất thủ một chút, sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Tỷ như chiêu thứ 17, chỉ cần tay phải của ngươi thấp xuống phía dưới, tay trái tâng lên hai tấc thì đã có thể hạn chế đối thủ." Mới đầu Lưu Vũ Đồng không phục, nàng chỉ cho rằng Lăng Hàn tìm được kho báu nào đó thời thượng cổ, được một số bí thuật cao cấp, lúc này mới có thể dựa vào hai câu khẩu quyết để cho cửa ải của mình buông lòng, muốn đột phá. Nhưng nàng hồi ức chiến đấu lúc trước một lát, sắc mặt không khỏi biến đổi bởi vì lăng hàn nói đúng vừa nãy chỉ cần nàng làm theo lời của lăng hàn có thể để cho chiến cuộc kết thúc càng nhanh hơn nàng không khỏi có chút kính nể lăng hàn ánh mắt này thật đáng sợ lăng hàn cười ở trong lòng hắn là ai vương giả võ đạo vạn năm trước chẳng lẽ còn thu không phục một tiểu cô nương hắn đi tới trước người lăng trọng khoan vung tay phải lên cào. tiểu xúc sinh người dám lăng trọng khoan trợn mắt nói nếu như hắn bị lăng hàn bạt tai sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Đùng! Lăng Hàn không chút do dự đánh xuống, cho Lăng Trọng Khoan một bạt tai. Hí! Ba người lăng ra, năm tên thị nữ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đánh thật, đánh thật rồi. Đường đường lăng ra đại chấp sự, lại bị một phế vật bạt tai ở trước mặt mọi người. T. Chẳng trách ra mặt của lão cầu này dày thế, tay của ta cũng đánh đau. Lăng Hàn nghe răng nói. Đây là tự nhiên, luyện thể cảnh là lấy nguyên lực rèn luyện mỗi bộ phận của thân thể để mỗi một khối bắp thịt đều tràn ngập nguyên lực đấm một quyền đá một cước liền có thể bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ lăng trọng khoan đã là tụ nguyên cảnh đi qua giai đoạn luyện thể hoàn chỉnh bởi vậy mặt của hắn tự nhiên được nguyên lực rèn luyện hoàn toàn luyện thể trung kỳ toàn lực đánh cũng chưa chắc tổn thương hắn chỉ có thể làm hắn đau chảy chút máu nhất định phải dùng binh khí mới có thể tổn thương được nhưng hiện tại không phải vấn đề tổn thương hay không tổn thương mà là mất mặt a à bị một phế vật luyện thể tầng hai bạt tài, hơn nữa còn ở trước mặt năm tên thị nữ, đây là nhục nhã thế nào? truyền đi, hắn còn mặt mũi gì gặp người? trong mắt của lăng trọng khoan muốn phun ra lửa, quát tiểu xúc sinh, việc này sẽ không kết thúc như thế, người nhất định sẽ hối hận, nhất định. ai lại ở trước mặt thị vệ của ta uy hiếp ta, thực sự là ngu ngốc. lăng hàn thở dài, nói với lưu vũ đồng, có người uy hiếp chủ nhân của ngươi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? khuôn mặt của Lưu Vũ Đồng cũng hơi co giật, nàng là hòn ngọc của Lưu Gia, đâu thể nào thích ứng làm thị vệ cho người khác. Nhưng dù sao nàng vẫn là người thủ tín, lập tức nói, muốn ta giết hắn không? Lời này vừa ra, hai đứa con trai của Lăng Trọng Khoan cùng Lăng Mộ Vân đều sợ hết hồn. Lăng Trọng Khoan là người tâm phúc của bọn họ, nếu như Lăng Trọng Khoan chết, vậy quyền uy của bọn họ ở Lăng Gia cũng sụp đổ. Lăng Hàn cười lắc đầu, nói, con chó già này là của phụ thân ta, nên để phụ thân ta tự tay giải quyết. Có điều, hắn nâng một bàn chân. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Quảnh, hắn nâng chân đạp vào mặt lăng trọng khoan, một tiếng nặng vang lên, lăng trọng khoan phun ra mấy cái răng và máu tươi. Lão cẩu, phụ thân ta liều mạng đi mạo hiểm, người lại đoạt hy vọng của hắn, người nói người có nên đánh hay không? Người có con trai cháu trai, phụ thân ta không có sao. Ngày hôm qua ngươi dùng thục lực áp đảo, đánh ta trọng thương, đây là thái độ của một trưởng bối nên có sao? Nếu ngươi không biết xấu hổ, không muốn làm trưởng bối, sao ta phải cho ngươi mặt mũi, coi ngươi là trưởng bối? Lăng Hàn nói một câu liền đánh một gậy, sau mấy gậy, Lăng Trọng Khoan đã tóc tai bù xù, trên mặt đều là máu tươi, răng trí ít rơi mất một nửa. Có điều, đừng nhìn dáng dấp của hắn thê thảm, nhưng lấy sức sống mãnh liệt của võ giả, chỉ cần không bị nội thương, ngoại thương nặng đến đâu cũng có thể khép lại rất nhanh, nên Lăng Hàn đánh thoải mái, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thất thủ đánh chết đối phương. Lăng Trọng Khoan đã không lên tiếng nữa, hắn âm thầm thề ở trong lòng, chờ ngày sau có thực lực chấn áp Lăng Đông Hành, nhất định phải Lăng chỉ hai cha con này. Đánh đến mọi tay à. Lăng Hàn ném gậy nói. Vũ Đồng, theo ta ra ngoài một chuyến. Vũ, Vũ Đồng. Lưu Vũ Đồng nhất thời run lập cập, cái xưng hô này làm cho nàng cảm giác thật buồn nôn. Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng đi ra cửa, ba người lăng mộ vân muốn ngăn, nhưng căn bản không dám ra tay, ngay cả lăng trọng khoan cũng bị đánh bại, lăng ra còn có ai là đối thủ. Trừ khi lăng đông hành trở về. Nhưng coi như lăng đông hành trở về, hắn sẽ giúp bên nào, cái này không phải chuyện rõ rành rành sao. Sắc mặt của năm tên thị nữ cũng vô cùng đặc sắc, các nàng nhìn thấy một màn kịch, đủ các nàng thổi trên ba năm. Đi đâu? Sau khi ra lăng ra, Lưu Vũ Đồng hỏi lăng hàn. Thiên dược các, Lăng Hàn thuận miệng nói. Lưu Vũ Đồng Nha một hồi, nàng cho rằng Lăng Hàn muốn phối dược cho mình, dù sao nàng là bệnh nhân nha. Hai người đi rất nhanh, chỉ gần 10 phút liền đến. Thiên Dược Các là một thế lực rất lớn, ở mỗi một thành thị của Vũ Quốc đều có chi nhánh, còn ở ngoài Vũ Quốc có hay không, giới hạn ở tri thức của tiền thân, hắn cũng không rõ ràng. Nói tóm lại, dược liệu, đan dược của Thiên Dược Các là đầy đủ nhất, nếu như ở đây cũng không mua được, như vậy ở chỗ người khác khẳng định cũng không mua được. Lăng Hàn vào dược cắt, đi tới trước một bệ cửa, phía sau ngồi một nữ tử tuổi thanh xuân, dáng dấp tương đối xinh đẹp. Thấy Lăng Hàn đi tới, nàng lập tức đứng lên, dịu dàng nở nụ cười, nói, Chào hai vị, ta tên Tiểu Đào, rất vinh hạnh phục vụ hai vị. Nàng chăm chú nhìn Lưu Vũ Đồng mấy cái, dù sao cô gái này không phải đẹp đẽ bình thường, ngay cả nàng thân là nữ nhân, cũng có chút không rời mắt nổi. Lăng Hàn gật gù nói, ta muốn tử hà thảo, kha lam quả, bách niên chu trúc, hồng diệp thự, lạn diệp khô thụ căn. Tiểu đào mở mịt, nàng làm ở đây hơn hai năm, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói năm loại dược liệu kia. Nàng run lên một hồi, mới nói, hai vị khách nhân, thực sự không phải, năm loại dược liệu này, ta nghe cũng chưa từng nghe, các ngươi chờ chút, ta giúp các ngươi đi hỏi. Có thể, Lăng Hàn gật gù, năm loại dược liệu này xác thực rất lạ, bởi vì ngoại trừ dùng để phối chế nguyên tâm linh dịch, ở chỗ khác rất ít dùng đến. Mà cấp bậc của nguyên tâm linh dịch, tuy không cao, nhưng mà kiếp trước hắn sáng tác, chỉ truyền cho mấy người, nhưng có lưu truyền tới nay hay không thì không nhất định. Một lát sau, chỉ thấy tiểu đạo cùng một trung niên hơn 30 tuổi đi tới. Người chính là gia hỏa quấy rối kia. Người đàn ông trung niên kia nhìn Lăng Hàn một chút, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Lăng Hàn hơi nhướng mày, nói, cái gì gọi là gia hỏa quấy rối ta nhổ vào, lung tung báo tên dược liệu căn bản không tồn tại, cái này không phải cố ý quấy rối là gì. Người đàn ông trung niên kia hử nói, một bộ ta đã sớm nhìn thấu vẻ mặt của ngươi. Lăng Hàn nói, làm sao ngươi biết những dược liệu này là ta nói lung tung? Cái này không phải phí lời sao, ta đường đường là đan sư hoàng cấp trung phẩm, những dược liệu này ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, không phải ngươi nói lung tung thì là cái gì? Nhanh cút ra ngoài cho ta. Người đàn ông trung niên kia phất tay, thật giống như đuổi con ruồi. hắn gọi mã đại quân đúng là đan sư hoàng cấp trung phẩm. trong cửa hàng còn có những khách nhân khác nghe hắn nói như thế đều ồ một tiếng lộ ra vẻ kính sợ. đan sư là một nghề nghiệp rất khan hiếm lại cao quý, chia làm bốn đẳng cấp lớn thiên địa huyền hoàng, mỗi đẳng cấp còn có thể phân chia tỉ mỉ bao gồm ba tiểu phẩm giai là thượng trung hạ. dù là loại cấp thấp như hoàng cấp trung phẩm cũng được hoan nghênh cùng tôn trọng bị tất cả thế lực lớn tranh đoạt. Tỷ như Thương Vân Chấn, cũng chỉ có một đan sư như thế, chịu trách nhiệm duy trì thiên dược các, bình thường không cần hắn luyện chế đan dược gì, chỉ là dùng để tỏa chấn. Bởi vậy, Mã Đại Quân tự nhiên có đủ vốn kiêu ngạo. Ngay cả Mã Đan Sư cũng nói như vậy, tiểu tử này khẳng định là tới quấy rối. Thực sự là buồn cười, lại chạy đến thiên dược các ngang ngược, đây là đứa ngốc từ đâu tới. Tất cả mọi người đều giúp Mã Đại Quân nói chuyện, đan sư cực kỳ cao quý, bởi vậy thiên hướng tự nhiên hết sức rõ ràng. Lăng Hàn có chút tức giận, nói, Người chưa từng nghe nói, kia là người học nghệ không tinh, tại sao có thể võ đoán cho rằng người khác quấy rối? Người đi gọi người học vấn sâu nhất trong cửa hàng các ngươi ra đây, ta nói với hắn. Người là thứ gì, dám ra lệnh cho ta làm việc? Mã đại quân đồng dạng có vẻ rất không thích, hắn đã tự mình đi ra vạch trần, sao người còn ở nơi này quấy nhiễu? Lại nói, hắn chính là người phụ trách của Thiên Dược Các nơi đây, còn có ai học vấn cao hơn hắn. Đương nhiên, chư đại sư không tính, người ta chỉ là du ngoạn, đột nhiên có linh cảm, mượn dùng nơi này luyện đan mà thôi. Lưu Vũ Đồng nhìn ở trong mắt, khóe miệng hơi dương lên, có vẻ chờ mong. Lần này có thể nàng sẽ không xuất thủ. Thiên Dược Các là một quái vật khổng lồ, ngay cả Vũ Quốc Hoàng thất cũng phải khách khí, huống chi nàng chỉ là một tiểu bối của Lưu gia, tuyệt đối không thể bội tiếp Lăng Hàn Hồ Đồ không phải người rất biết thổi sao, hiện tại sao không thể hiện. Tuy nàng đáp ứng làm thị vệ cho Lăng Hàn, hơn nữa chỉ là tạm thời, nhưng lấy kiêu căng tự mãn của nàng, đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện, chí ít hiện tại không thể. Bởi vậy, nàng rất muốn nhìn thấy dáng dấp túng quấn của Lăng Hàn. Nữ nhân lại băng sơn, cũng có tâm trả thù. Còn không mau cút đi. Mã đại quân phủi tay một cái, rất thiếu kiên nhẫn. Ngươi không nên hối hận. Lăng Hàn thông thả nói, ha ha người có thể làm gì ta mã đại quân không khỏi vui vẻ thiếu niên này lại còn dám uy hiếp mình những người khác trong cửa hàng cũng chế giễu thiếu niên này là thiếu gia nhà ai a à? nhưng dù là con cháu của hai đại gia tộc thì lại làm sao nào có tư cách hò hét với đàn sư hoàng cấp trung phẩm lăng hàn chỉ nở nụ cười quay đầu nhìn về phía lưu vũ đồng trong lòng lưu vũ đồng hiện lên một tia xem thường lại muốn bảo mình ra tay sao lại nghe lăng hàn nói lớn tiếng gọi cho ta dư đồng cốc xa, liền gọi ba tiếng, càng lớn càng tốt. Đây là ý gì? Lưu Vũ Đồng chừng lớn đôi mắt đẹp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lăng Hàn, trái tim liền thổn thức, không khỏi làm theo, quát to. Dư đồng cốc xa, dư đồng cốc xa. Nàng là tụ nguyên cảnh, trung khí mười phần, tiếng như sư tử hống. Hai người các ngươi đều có tật xấu, nhanh đuổi bọn họ ra ngoài cho ta. Mã Đại Quân giận dữ nói, nói với hai tên hộ vệ trong cửa hàng, oành một tiếng vang thật lớn thật giống như món đồ gì nổ tung phàm là đan sư đều có thể lập tức kết luận đây là nổ lô sự tình mà mỗi đan sư đều sẽ gặp phải oành 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 tiếng bước chân liên tiếp vang lên từ trên lầu một đường đi xuống rất nhanh một ông lão tóc bạc trắng xuất hiện trên thang lầu bước dài vọt tới trước mặt lưu vũ đồng kích động nói làm sao ngươi biết dư đồng cốc xa trên người ông lão còn mang theo thảm trạng sau nổ lô tròn dâu lông mày tóc đều cháy một bộ phận khuôn mặt giả nua đen nửa bên y phục cũng rách dưới bị một ông lão như vậy dùng ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm lúc này trong lòng lưu vũ đồng quái dị là có thể tưởng tượng được nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là một viên huy chương bạc ở ngực ông lão kia là tiêu chí của đan sư làm bằng bạc đại diện cho huyền cấp một viên thì lại đại diện cho hạ phẩm lão giả này là đan sư huyền cấp hạ phẩm ai yà nhân vật như vậy cho dù ở hoàng đô cũng là khách quý của tất cả đại gia tộc cho dù là lưu gia gia chủ nhìn thấy đối phương cũng phải khách khí xưng đối phương một tiếng đại sư nhưng hiện tại vị đại sư kia lại dùng ánh mắt như chó giữ nhà nhìn mình đầy mặt muốn biết điều này làm cho lưu vũ đồng làm sao có thể không cảm thấy quái lạ nàng không khỏi nhìn về phía lăng hàn thiếu niên này còn có bao nhiêu địa phương thần kỳ thấy cảnh này tất cả mọi người trong rực điếm đều phun ra ngoài coi như có người không quen biết vị chư hòa tâm chư đại sư này cũng có thể từ huy chương trước ngực hắn nhận ra thân phận của hắn là đan sư huyền cấp hạ phẩm huyền cấp đối với người bình thường mà nói đây là thân phận vô cùng tôn quý có thể so với hoàng triều đại thần thậm chí còn cao quý hơn người đứng đầu một thành nhưng hiện tại vị đại sư này bởi vì một câu nói mà lộ ra dáng dấp như thế bảo người làm sao không giật mình mà gợi ra tất cả lại là một thiếu niên lang làm sao có khả năng rất nhiều người đều phát điên dù đánh vỡ đầu bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được sự thực. Chu đại quân càng ngơ ngác, vị chư đại sư này là đại nhân vật của phân bộ thiên dược các ở Vũ Quốc, tồn tại như vậy, bình thường hắn căn bản không thể gặp, chỉ có thể nghe nói một ít sự tích của đối phương mà thôi. Bởi vậy, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ ấy của chư đại sư, hắn có thể không kinh hãi sao? Lẽ nào tiểu tử này không phải tới quấy rối, tên thuốc hắn nói đều là thật. Lăng Hàn dùng mũi ngửi ngửi, nói, người ngược lại cũng thông minh, cải tiến phương pháp phối chế phong hỏa đan, dùng tử hùng đan, thiên ti đằng, hắc linh thạch thay thế mấy vị dược liệu quý giá hơn. Nếu như vậy, dược hiệu sẽ không kém quá nhiều, nhưng thành phẩm lại giảm mạnh. Chư Hòa Tâm đột nhiên xoay người lại, dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, thất thanh nói. Làm sao ngươi biết? Đây là bí mật của hắn, vốn định sau khi thành công lại công bố, để mấy lão hữu đối thủ cũ khiếp sợ một lần. Lăng Hàn nhẹn miệng cười nói, đương nhiên là dùng mũi đoán được. Ngươi là quái vật sao? Chỉ dùng mũi người liền biết rõ. Phải biết đan phương là vật vô cùng quý giá, đan sư nào cũng sẽ không dễ dàng để người nhìn thấy, giống như công pháp võ đạo vậy. Vấn đề là, chính chư hòa tâm cũng không có nghiên cứu thành công đan phương cải tiến, nhưng Lăng Hàn chỉ dùng mũi ngửi một hồi liền phân tích ra, để chư hòa tâm làm sao có thể không kinh hãi đến biến sắc. Phương pháp cải tiến này cũng không phải là không thể, có điều đồng cốc xa quá mạnh, điểm tan lại cao, coi như mài nhỏ nữa cũng còn sót lại ở trong thành đan, ảnh hưởng chất lượng đan dược. Người dùng hàm răng liệt diễm báo thay thế đồng cốc xa thử xem. Lăng Hàn đề nghị, năm đó hắn cũng từng thuận miệng chỉ điểm qua mấy người, sau này không ai không thành đan đạo đại sư. Trừ hòa tâm lập tức suy diễn ở trong đầu, lầm bẩm nói. Liệt diễm báo thuộc tính hòa, vừa vặn trung hòa âm tính của hắc linh thạch mà đạt đến nhiệt độ cao thì hòa tan, sẽ không tích chữ ở trong đan dược. Tuyệt vời! thực sự là tuyệt vời tại sao ta không nghĩ tới chứ ông lão há mồm trợn mắt trong ánh mắt nhìn về phía lăng hàn tràn ngập hừng hực hắn lập tức nói tiểu hữu mời lên lầu một lát để lão hủ hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi là giả hắn còn muốn từ trong miệng lăng hàn dụ ra chút mánh khóe a à? ở hắn suy đoán lăng hàn hẳn là truyền nhân đan đạo thế gia nào đó lăng hàn nở nụ cười nói không được tại sao không được chư hòa tâm cuống lên tiểu tử này rất có khả năng là một quyển đan phương toàn thư a có người bảo ta cút ra ngoài lăng hàn cố ý nói nói xong nhìn chu đại quân một chút phù phù chu đại quân đặt mông ngồi trên đất lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt a hắn làm sao có thể nghĩ đến thái độ của chư hòa tâm đối với lăng hàn sẽ như vậy sớm biết như vậy hắn sẽ coi lăng hàn là lão thái ra đến cung phụng làm sao bây giờ sắc mặt hắn không khỏi khó coi những người khác nhìn ở trong mắt, đều lắc đầu. Vừa nãy chỉ cần Chu Đại Quân nói khách khí một chút, thái độ không hùng hổ dọa người, thì hiện tại cũng không đến nỗi không có đường lui. Hòa từ miệng ra à. Chư Hòa Tâm lập tức quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt giả nua, lộ ra vẻ tức giận. Hắn có thể không phẫn nộ sao? Là một đan sư, hắn suốt đời theo đuổi chính là tăng lên tiêu chuẩn luyện đan, thu được nhiều đan phương hơn. Hiện tại rõ ràng có một quyền đan phương toàn thư, nhưng ngươi lại bảo đối phương cút. Người có cừu oán với lão tử sao hồn trướng hắn phẫn nộ quát chuyện gì thế này nói rõ cho ta mã đại quân quả thật muốn tự sát a à, nhưng ở dưới chư hòa tâm ép hỏi hắn lại không dám không đáp không thể làm gì khác hơn là ấp a à ấp úng đem chuyện vừa rồi nói một lần cũng không có bẻ cong sự thực nhưng nhục mạ lăng hàn tự nhiên là không thể nói lần nữa hắn còn không có đần độn như vậy người thật uy phong a à. chư hòa tâm lập tức tát tới đánh cho mã đại quân xoay chuyển ba vòng mới dừng lại. người chưa từng nghe nói liền cho rằng không có. vậy dược liệu ngươi chưa từng nghe nói còn nhiều lắm, lẽ nào đều muốn trực tận gốc sao? nói cho người biết năm loại dược liệu này đều xác thực tồn tại. tử hà thảo có thể tìm trong trầm hương cốc, kha lam quả ở thung lũng bách liên sơn, bách niên chu trúc sinh ở nơi cực dương, hồng diệp thự ở khu đầm lầy hoang vắng, lạn diệp khô thụ căn khá hiếm thấy, phải ở trong rễ cây giả mục nát trăm năm trở lên mới có thể tìm được ta sai rồi, ta sai rồi. Mã đại quân không ngừng xin lỗi, ngay cả chư hòa tâm cũng nói như vậy, còn có cái gì phải hoài nghi. Hắn đưa tay đánh mặt mình, nói, là ta không nên đắc ý vinh váo, là ta mắt chó coi thường người khác. Chư hòa tâm nhìn lại lăng hàn, nói, tiểu hữu, thực là xin lỗi, thực là xin lỗi. Đột nhiên hắn sững sờ, bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước, thời điểm còn chưa xuất sư, từng nghe sư phụ nói một phương thuốc, kia là phương thuốc chữa trị linh căn trong đó có mấy vị thuốc mà lăng hàn muốn mua bởi vì năm đó sư phụ hắn rất cảm khái nói phương thuốc này tuy không cần luyện thành đan dược nhưng hiệu quả lại kỳ dai tiếc là niên đại quá lâu chỉ biết tên mấy vị chủ dược nhưng cụ thể điều phối làm sao đã sớm thất truyền đúng là như thế nên ấn tượng của hắn rất sâu sắc lúc này đột nhiên hồi ức lại lẽ nào chẳng lẽ lăng hàn mua những dược liệu này chính là vì phối chế nguyên tâm linh dịch trái tim hắn không khỏi thịch thịch thịch, nếu như có thể được đan phương này, đốt cho ân sư dưới cửu tuyển, nói vậy lão nhân gia tất có thể mỉm cười nhắm mắt. Tiểu Hữu, những tài liệu ngươi muốn mua kia, chẳng lẽ là vì phối chế nguyên tâm linh dịch? Lăng Hàn gật đầu, cũng không có ẩn dấu nói. Linh căn của ta bị thương nhẹ. Mã Đại Quân lập tức phun ra ngoài, linh căn hao tổn, đối với võ giả mà nói quả thực là thương tích chí mạng, ngay cả hắn cũng không thể nhúng tay nhưng nghe ý tứ của lăng hàn cái này tựa hồ là việc nhỏ như con thỏ hai mắt của lưu vũ đồng cũng phát quang nàng là lưu gia quý nữ tuy bản thân không phải đan sư nhưng mà biết rất nhiều đan dược cấp cao tỉ như nguyệt hằng đan là có thể trị linh căn vấn đề là nguyệt hằng đan quý giá đến không cách nào hình dung dù lưu gia muốn có được một viên cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ hơn nữa còn chưa hẳn mua được lăng hàn a à, lăng hàn đến cùng ngươi ẩn giấu bao nhiêu bí mật nàng đối với lăng hàn càng ngày càng hiếu kỳ hiện tại coi như lăng hàn nói không muốn nàng làm thị vệ phòng trừng lòng hiếu kỳ cũng khiến nàng lưu lại tiểu hữu mời lên trên chư hòa tâm ân cần mời có vẻ cực kỳ khách khí không dám bày biện cái giá của đan sư huyền cấp lão phu có thể bảo đảm năm ngày không trong vòng ba ngày liền có thể tìm đủ dược liệu mà tiểu hữu cần được lăng hàn gật đầu kiếp trước hắn là vương giả nhưng hiện tại còn rất nhỏ yếu không ngại kết giao vài bằng hữu, kéo một ít quan hệ. Loại tiểu nhân vật như Mã Đại Quân, chừng trị một chút liền được, hắn không cần chấp nhặt với đối phương. Chư Hòa Tâm nhất thời đại hỷ, vội vã dẫn đường, mang theo Lăng Hàn cùng Lưu Vũ Đồng đi tới lầu ba, tiến vào một gian thư phòng tao nhã. Xin hỏi sư thừa của tiểu hữu là cao nhân nào? Ông lão hỏi. Không môn không phái, tự học. Lăng Hàn nói, kiếp trước hắn từng đi thăm tất cả thế lực đan đạo, dung hợp thông suốt, cuối cùng tự thành một phái, trở thành đan sư vĩ đại nhất từ trước tới nay. Chư Hòa Tâm không tin, Lăng Hàn còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng có trình độ cao như thế ở trên đan đạo. Có điều, hắn rất thưởng thức Lăng Hàn, có ý dẫn đối phương gia nhập thiên dược các, liền khảo thi đối phương. Lăng Hàn thông dong đáp lời, hắn là đan đạo đại sư, đứng đầu kim cổ, ai có thể ở trên đan đạo luận bàn với hắn. Nói nói tầm đó, quyền chủ động liền đến trong tay mình thỉnh thoảng để chư hòa tâm vắt hết óc khổ sở suy nghĩ mà trên mặt hắn biểu hiện cũng biến thành càng ngày càng cung kính học không niên kỷ người giỏi làm thầy trước đó hắn còn một mực gọi tiểu hữu đặt mình ở vị trí cao hơn nhưng rất nhanh liền sửa lại xương hô gọi lăng hàn là đan hữu cuối cùng mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống không nhịn được đứng lên cung kích đứng ở bên người lăng hàn lắng nghe dạy dỗ như một đan đồng lại như lúc trước hắn cùng ân sư học nghệ ở trong lòng hắn lăng hàn đã đứng ở độ cao như vậy thậm chí hắn có loại cảm giác chỉ nói lý luận cùng kiến thức lăng hàn vượt xa sư phụ của hắn đại sư ta có thể đi theo bên cạnh ngài lắng nghe ngài giáo huấn hay không chư hòa tâm nói ra một câu để lưu vũ đồng suýt chút nữa bị hù chết nhưng tỉ mỉ ngẫm lại cái này tựa hồ là thuận lý thành trương a có điều nếu để cho những đại gia tộc ở hoàng đô kia biết sợ là mỗi người đều sẽ đố kỵ chết lăng hàn đây chính là một đan sư huyền cấp a mặc dù mới hạ phẩm nhưng hai chữ huyền cấp này còn chưa đủ sao trong lòng lưu vũ đồng khiếp sợ đối với làm thị vệ cho lăng hàn mâu thuẫn lại ít đi mấy phần ngươi xem ngay cả đan đạo đại sư như chư hòa tâm cũng cầu đi theo lăng hàn nàng còn có cái gì không phục lăng hàn lắc đầu nói ta tạm thời không có ý thu đồ đệ nói thật thiên phú đan đạo của chư hòa tâm dưới cái nhìn của hắn chỉ là bình thường năm đó hắn thu ba đồ đệ người nào không phải kinh diễm tuyệt thế. Chư Hòa Tâm cảm thấy đáng tiếc, cũng biết Lăng Hàn ghét bỏ thiên phú đan đạo bình thường của hắn, không có tư cách làm đồ đệ. Hắn cũng cảm thấy cái này rất tự nhiên, Lăng Hàn ở trên đan đạo, trình độ thực sự quá cao thâm, để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, muốn làm đệ tử của đối phương, đúng là một loại hy vọng xa vời. Lưu Vũ Đồng ngơ ngác, Lăng Hàn lại từ chối. Từ chối? Này là đan sư huyền cấp hạ phẩm A, chỉ cần chư hòa tâm gật đầu, dù là vũ quốc hoàng thất cũng phải nghênh đón, thậm chí gả ra một vị công chúa cũng được. Nhưng Lăng Hàn lại từ chối, còn không lưỡng lự như vậy. Cái tên này, thật là khiến người ta xem không hiểu. Có điều, nếu như người có cái gì không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Lăng ra tìm ta. Lăng Hàn lại nói một câu. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Chư Hòa Tâm liên tục chắp tay, trên mặt không che giấu được vẻ vui thích. Lưu Vũ Đồng âm thầm líu lưỡi, nếu như tình cảnh này để người khác nhìn thấy, bảo đảm sẽ kinh ngạc đến con người rơi ra. Đan sư huyền cấp A, thân phận cao quý cỡ nào, bây giờ lại dùng lễ đệ tử ở trước mặt Lăng Hàn, có thể đi bái phòng hắn một lần cũng cảm thấy vinh hạnh. Hừm, vậy ta đi trước. Lăng Hàn nói. Ta đưa đại sư. Chư Hòa Tâm vội vàng nói. Đúng rồi, Vũ Đồng, trên người người có tiền không, đưa trước một ít tiền thuốc. Lăng Hàn quay đầu nói với Lưu Vũ Đồng hiện tại lưu vũ đồng tự nhiên biết thuốc này là lăng hàn mua cho chính hắn không phải trị bệnh cho nàng không khỏi phết miệng thầm nghĩ cái tên này đúng là vắt cổ chảy ra nước mới vừa thu mình làm thị vệ liền nhìn chằm chằm ví tiền của nàng không cần không cần chư hòa tâm vội vã xua tay ngày hôm nay hắn từ chỗ lăng hàn nghe được tri thức đan đạo có thể nói là giá trị liên thành sao còn không ngại thu tiền thuốc của lăng hàn đại sư để ta bày tỏ chút tâm ý à lăng hàn suy nghĩ một chút nói vậy theo ngươi tuy hắn chỉ tùy ý chỉ điểm chư hòa tâm một chút nhưng hắn đã từng là đế vương đan đạo lần này chỉ điểm đủ chư hòa tâm được lợi cả đời chư hòa tâm nhất thời vui mừng có thể thay lăng hàn làm chút chuyện dù chỉ là loại chuyện nhỏ này hắn cũng cực kỳ tình nguyện thậm chí cảm thấy quang vinh ta mua thêm chút hồi nguyên đan lăng hàn suy nghĩ một chút lại nói hồi nguyên đan này không đáng tiền đâu thể nào phiền đại sư ngài mua, ta tiện tay là có thể luyện chế, tự nhiên tặng cho đại sư. Chư hòa tâm vội vã nói. Lưu vũ đồng líu lưỡi lần thứ hai, hồi nguyên đan có thể để võ giả cấp tốc khôi phục nguyên lực, là đan dược phụ trợ không thể thiếu trong chiến đấu, không phải tiện tay luyện chế đơn giản như vậy. Tuy lăng hàn chỉ cần hồi nguyên đan hạ phẩm cấp thấp nhất, nhưng một viên ít nhất cũng phải bao lượng bạc. Chư hòa tâm ra tay rất hào phóng, trực tiếp cho lăng hàn 100 viên hồi nguyên đan, nếu không phải Lăng Hàn chỉ là luyện thể cảnh, chỉ có thể dùng hồi nguyên đan hạ phẩm, hắn nhất định sẽ đưa hồi nguyên đan thượng phẩm. Ở hắn bồi tiếp, Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng đi xuống lầu ra cửa. Bây giờ đi đâu? Hai người đi một lúc, Lưu Vũ Đồng cuối cùng không nhìn được hỏi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Tự nhiên là về nhà, chờ Linh Dược tới. Linh Căn chưa khỏi, hắn căn bản không có cách nào bắt đầu tu luyện. Lưu Vũ Đồng hiếu kỳ nói, người thật biết luyện đan cõi đời này hẳn là không có người nào hiểu hơn ta a à. lăng hàn không khách khí nói khoác lác lưu vũ đồng hư một tiếng tuy lăng hàn thuyết phục chư hòa tâm nhưng chư hòa tâm chỉ là đan sư huyền cấp trên đó còn có đan sư địa cấp thiên cấp a lăng hàn cũng không có tranh luận với nàng địa vị của hắn đã sớm được lịch sử ghi khắc tại sao không đáp ứng để chư đại sư theo bên người hắn không chỉ là một đan sư hơn nữa bản thân càng là cường giả dũng tuyển cảnh. Lưu Vũ Đồng hỏi. Lăng Hàn dừng chân, quay đầu nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đi tới, nói: "Thứ nhất, người có linh căn thiên cấp, hiện tại cũng đến tụ nguyên tầng 8, cách đột phá dũng tuyển cảnh chỉ một bước. Thứ hai, ta không cần bất luận người nào luyện chế đan dược cho ta. Thứ ba, nếu như nhất định phải có người theo bên cạnh, một mỹ nữ đương nhiên tốt hơn một ông già rồi." Lưu Vũ Đồng không khỏi im lặng nhưng lý do này tựa hồ làm cho nàng có chút thích ý về nhà trước ta còn phải dạy người tam âm huyền công lăng hà lại nói lưu vũ đồng nhất thời tâm động không thôi bước chân nhanh thêm mấy phần cái tật xấu này đã quấy nhiễu nàng quá nhiều năm hai người trở lại lăng gia một đường đi qua hết thảy hạ nhân đều lộ ra vẻ mặt dị dạng bọn họ đã nghe nói chuyện xảy ra sáng sớm đại chấp sự lại bị đại thiếu phế tài bặt tai chuyện như vậy tự nhiên sẽ ngay lập tức truyền khắp cả gia tộc Lăng Hàn chỉ làm như không thấy, mang theo Lưu Vũ Đồng đi tới phòng của mình, bắt đầu truyền thụ cho Lưu Vũ Đồng tam âm huyền công. Người không sợ ta đổi ý sao? Trước khi Lăng Hàn nói ra công pháp, Lưu Vũ Đồng đột nhiên hỏi. Người sẽ làm vậy sao? Lăng Hàn hỏi ngược lại.